Xin chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Bảng xếp hạng V-League 2021. SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu với 9 điểm, đứng hai là Than Quảng Ninh 6 điểm, siêu thứ ba là Hoàng Anh Gia Lai 6 điểm, đứng thứ tư là Sài Gòn FC 6 điểm, BKMX Bình Dương đứng thứ năm với 6 điểm, Hải Phòng đứng thứ sáu với 6 điểm, siêu thứ bảy là Đông Á Thanh Hóa 4 điểm, đứng thứ tám là Việt Theo 4 điểm, đứng thứ chín là Bình Định 4 điểm, siêu thứ 10 là Nam Định 3 điểm, đứng thứ 11 là Thành phố Hồ Chí Minh 3 điểm xếp thứ 12 là Hà Nội FC 3 điểm. Đứng thứ 3 là Sông Lam Nghệ An 1 điểm và cuối cùng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 điểm. Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020, vòng 4 V-League 2020 diễn ra trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 3. Trong ngày 18 tháng 3 sẽ ra hai trận đấu. Vào lúc 17 giờ Sông Lam Nghệ An sẽ đầu với Thanh Quảng Ninh và lúc 19 giờ 15 ở sân vận động hàng đấy, Hà Nội FC đối đầu với Đông Á Thanh Hóa. Vào ngày 19 tháng 3, Bình Định đối đầu với SHB Đà Nẵng vào lúc 17 giờ. Nam Định đón sức với Viettel vào lúc 18 giờ trên sân vận động Thiên Trường và lúc 19 giờ 15 ở sân vận động thống nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đấu với Sài Gòn FC. Vào ngày thứ bảy 20 tháng 3, sân vận động Bình Dương, BKMX Bình Dương đối đầu với Hải Phòng. Và lúc 18 giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả bảng xếp hạng của V-League 2021 hay lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo